Xin chào, rất vui vì các bạn đã ghé thăm và chào mừng bạn đến với Khám phá Thế giới. Các bạn thân mến, hình ảnh cây tre luôn gắn bó và thân thuộc đối với người Việt Nam. Nhưng liệu các bạn có biết rằng, ở đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những giống tre siêu khổng lồ nằm ngoài sự tưởng tượng? Đường kính thân của loài này có thể đạt tới nửa mét, thân dày 3 cm. Chiều cao của loài tre khổng lồ này ước chừng khoảng 40 m. Các khúc tre thường dài từ 35 đến 50 cm. Lá của chúng cũng vô cùng khổng lồ, có kích thước khác nhau, nhưng có thể dài từ 15 đến 50 cm và rộng từ 3 đến 10 cm. Chu kỳ ra hoa và tạo hạt giống tre này thường là vô cùng dài, có thể mất khoảng 40 đến 50 năm. Và các bạn có thể thấy loài tre này ở quận Tha Oang Pha, tỉnh Nan, phía bắc Thái Lan. Với kích thước lớn vượt trội, nó được xem là cây tre lớn nhất Thái Lan cũng như trên thế giới hiện nay. Cây tre khổng lồ tại Thái Lan không chỉ gây tò mò với người dân trong nước mà cả nước ngoài. Đặc biệt nó còn đem lại nguồn lợi nhuận cao nhờ vào việc bán cây giống và gỗ tre thành phẩm. Từ những thân tre khủng, dân làng chế tác thành các công cụ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài dùng để làm nhà, loại tre khủng này còn được dùng để làm ống đựng nước, dẫn nước về làng và những vật dụng gia dụng hữu ích khác. Đặc tính chung của loại tre khổng lồ này là chúng mọc lên rất thẳng và cao. Nhờ vào kích thước lớn của mỗi cây tre cho nên, khi mọc thành khóm thì cả 10 người vòng tay cũng ôm không xuể. Không những thế, những khóm măng tươi cũng to không kém, và còn có giá trị thương phẩm rất cao, khoảng 50 bạt tương đương 32.000 đồng cho mỗi kg. Măng của loại tre này rất ngọt và giòn. Vào mùa mưa bão, măng trở thành món ăn quý giá của dân làng. Và sau khi măng lớn lên, thông thường phải mất từ 3 đến 5 năm thì chúng đã phát triển đến một thân tre hoàn chỉnh. Có thể khai thác và sản xuất ra nhiều loại đồ gia dụng có giá trị cao về mỹ thuật. Do thừa hưởng đặc tính chung của tất cả các loài tre, chúng có thể chống chịu được với những dạng đất khô cằn sỏi đá và các dạng khí hậu khắc nghiệt, đặc trưng của khí hậu nhiệt đới. Nhờ có bộ rễ phát triển rất mạnh bám chắc xuống lòng đất, cho nên loài tre này không cần chăm sóc gì đặc biệt, chỉ cần tưới đủ nước thì cây sẽ mọc lên khỏe mạnh. Và giai đoạn trưởng thành thì hầu như không cần phải chăm sóc gì thêm. Nhờ có giống tre mới này mà doanh thu và lợi nhuận của bà con nông dân trong vùng trồng tre tăng lên đến 90% mỗi năm. Không những thế, nếu lượng tre khai thác được bán đều quanh năm thì mỗi hộ gia đình có thể thu về gần 2 triệu bạt, tương đương 1,27 tỷ Việt Nam đồng. Vì vậy mà ngành nông nghiệp trồng tre đã được gia tăng và nhân rộng trên khắp địa bàn và nhận được sự khuyến khích, ủng hộ của Bộ Phát triển và Mở rộng Nông nghiệp vùng Trung Nam Thái Lan. Ngoài ra các giống tre này cũng được phân phối rất nhiều trên các trang thương mại điện tử và hứa hẹn giá trị kinh tế rất cao của loài tre này.